cả nhà. Hôm nay nhà mình đi Waterview Olympic Park. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. Ivy. Is that good? Yummy, eh? Hello, you. So alive. Hello, Lau. Hello, you go. Hello, Lian. À, nhà mình đến đông đủ rồi đấy. Đây, đội hình chuẩn bị muốn xe đạp. Tất cả bọn nó là chạy theo cô Mickey. Cô Mickey là đạp xe còn tụi nó chạy theo. Đấy, đội tuyển nhà này đấy. Đây, đội tuyển đạp xe đây. Đấy, mày chơi về được ăn lẩu ở nhà Du về. Lẩu gì lắm mày? Lấy lẩu đi bò. Lẩu ngon thì tôi rồi. Lẩu năm nấu. Du đang làm lẩu đuôi bò anh em ăn đấy. Khánh thì đang đến, không biết đến không? Khánh đến chậm rồi. Lần nào đi chơi về cũng được ăn đồ ngon này, thích thật. Bạn nhớ ban đầu nó kiếm sao kiếm ngon thế rồi đời nó kêu là anh ơ nó xấu Khánh à, đang video ấy bức xúc nhảy lên dậy thôi mình mặc áo anh nhìn không có không kiếm không phải đến thằng bớ thằng nào không đi nó biết nói xấu à. Đây là nhà Du các bạn nhé.
quay nhà dùng các bạn xem đây là mày chiếc đồ cổ này. Rồi lẩu lưỡi bò à, còn rượu ngon nha, thích thì thôi luôn đấy nhỉ. Đấy, kiểu mỗi Lâm và Khánh đang đến rồi đấy. Lâm nhìn em chưa? Em quá lại.